Trận mưa lớn vừa qua đã gây ra hàng chục điểm sạt lở tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ngay khi xảy ra sự cố, thì ngành giao thông vận tải thành phố phối hợp với các ngành liên quan đã triển khai ngay các giải pháp khắc phục, thông đường trong thời gian sớm nhất. Nhờ huy động nhiều đội thi công cơ giới đang thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố cùng lực lượng tại chỗ sau khi xảy ra sự cố thiên tai, đến nay tuyến giao thông lên núi Sơn Trà đã thông xe cơ bản. Riêng khu vực phía Bắc lên đến đỉnh Bàn Cờ, do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn nên các lực lượng đang tiếp cận hiện trường tìm phương án xử lý sớm nhất. Riêng đối với cái tuyến đường nhánh Chú Đá của quận thì quận cũng đã đang lập hồ sơ. Về cơ bản là báo cáo nhanh là có bắt rồi, còn về mà lâu dài thì cũng phải lập hồ sơ là tính toán kỹ rồi cái đó báo cáo đề xuất thành phố để cho làm bài bản hơn. Về cái phương án trước mắt thì chúng tôi cũng sẽ triển khai phương án là phân luồng để đảm bảo giao thông cho người dân đi lại thuận lợi, đặc biệt là để cho các phương tiện mà ứng phó cứu nạn cứu hộ được xử lý dứt điểm cái hiện trạng mà đang bị sạt lở ở phía trên khu vực đường Hoàng Sa. Đồng thời thì chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị có chức năng và lực lượng tư vấn thì sẽ kiểm tra đánh giá lại kỹ lưỡng cái nguyên nhân của cái hư hỏng này. Hiện thành phố Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra và đầu tư xây dựng các công trình khẩn cấp để ổn định lâu dài trong công tác phòng chống thiên tai.